Thanh Thanh kính chào quý vị đang theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Sởn gai ốc phòng trọ của ba nữ sinh. Mới đây một đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội chia sẻ cảnh chủ nhà cùng người thân đến nhắc nhở những cô gái đang ở trọ chú ý dọn dẹp phòng trọ đã khiến nhiều người không khỏi kinh hãi vì quá bẩn. Ngay khi bước chân vào căn phòng mà các cô gái trẻ thuê hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là rất nhiều vật dụng bày bừa lộn xộn, áo quần đã qua sử dụng chất thành từng đống trong phòng cùng với thức ăn thừa để lâu ngày dẫn tới việc sinh ra mùi hôi, hành lang vứt rác bừa bãi không được mang ra ngoài xử lý nhưng chưa dừng lại ở đó, kinh hoàng nhất là nhà vệ sinh đã lâu không được chùi dọn, cùng với rất nhiều rác thải bốc mùi hôi thối khiến cô gái quay video suýt ói. Tuy nhiên, như đoạn video quay lại có một cô gái vẫn có thể thản nhiên nằm ngủ được giữa bãi rác này. Chủ nhà trọ cùng người thân đã yêu cầu những cô gái này phải nhanh chóng dọn sạch rác trả lại một căn phòng sạch sẽ để nhường cho người khác ở chứ không thể chấp nhận người thuê nhà sống chung với bãi tập kết rác như vậy. Đoạn video đã được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội với đa số bình luận bày tỏ sự khiếp sợ vì trình độ ở bẩn thượng thừa của các cô gái này phần đông mọi người đều thắc mắc tại sao ba cô gái lại có thể sống trong một căn phòng vừa bừa bộn lại bẩn thỉu như thế chưa nói đến vấn đề thẩm mỹ nếu sống lâu trong môi trường ô nhiễm như thế này cũng gây hại đến sức khỏe nhiều người cũng lên tiếng góp ý cho thái độ sống của một số người trẻ đành rằng các bạn mất tiền đi thuê trọ nhưng cũng phải biết giữ gìn căn phòng cho chủ nhà họ cũng phải mất công tu sửa và dọn dẹp thì mới có được căn phòng sạch sẽ để cho thuê nếu cứ ở bẩn một cách kinh hoàng như thế này vì không phải nhà của mình thì sẽ không chủ nhà nào dám cho bạn vào ở nhà của mình